Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ tối ngày 27 tháng 2 năm 2022. Đà Lạt hiện tại là có cái nhiệt độ tầm khoảng 15 độ C, trời se se lạnh. Hôm nay là ngày Chủ nhật nhưng mà quý vị cũng thấy là Đà Lạt cũng khá là vắng thôi quý vị ha. Thì tuần này du khách lên Đà Lạt nó vắng vẻ hơn là tuần trước rất là nhiều. Đà Lạt vắng khách du lịch trong cái tầm này á, thì không phải do một cái vấn đề gì cả, mà mọi năm vẫn thế đó quý vị. Cứ vào thời gian này hàng năm thì Đà Lạt nó cứ vắng vắng như thế này thôi. Nó vắng cho đến tầm khoảng 30 tháng 4 tới 30 tháng 4 này sẽ đông lại. Kính thưa quý vị, thì hôm nay xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng với mình đi đến tham quan một cái con đường có hoa ban trắng đẹp nhất thành phố Đà Lạt. Không chỉ đến tham quan đâu, mà chúng ta đến đó để ngắm nhìn nó lần cuối thôi. Tại vì những cái cây hoa ban rất là đẹp, phải nói là đẹp nhất thành phố Đà Lạt rồi. Những cây cổ thụ luôn quý vị, và đang nở bông rực rỡ. Nhưng mà người ta chuẩn bị đốn hạ nó đi rồi. Người ta đã đốn nhiều cây rồi, và vài ngày nữa thôi người ta sẽ đốn hết luôn quý vị ha. Và chúng ta đang đi vào cái con đường Hồ Tùng Mậu. Thì con đường này hướng thẳng ra cái nút giao Kim Cúc, nối liền giữa đường 3 tháng 4 và đường Trần Hưng Đạo. Thì cái nút giao Kim Cúc đó có nhiều người thì hay đặt là cái ngã rẽ Bân Khuân. Tại vì khi mà du khách từ 3 tháng 4 mà đi vào nút giao đó thì hay Bân Khuân, không biết đi hướng nào để vào trung tâm thành phố Đà Lạt, cho nên gì cũng có nhiều người đặt cái tên như vậy. Quý vị có thấy nó lạ không? Cái con đường Hồ Tùng Mậu này thì người ta trồng rất là nhiều những cái cây hoa hồng ở trên những cái con lương này, và hoa hồng này thì đủ màu sắc luôn quý vị, nó cứ nở quanh năm vậy đó. Mình đã đi vào cái con đường Trần Hưng Đạo rồi. Bên phía tay phải của chúng ta là cái công viên Trần Hưng Đạo. Ở bên cái công viên này thì người ta trồng rất là nhiều hoa cẩm tú cầu và những cây đèn nó biến đổi màu sắc đó quý vị. Còn bên phía tay trái là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Quý vị có thể thấy là những cái cây hoa ban trắng rất là nhiều ở đây, và có nhiều cây phải nói là cổ thụ luôn, rất là lâu đời rồi quý vị ha. Hiện tại thì có nhiều cây người ta đã tỉa cành, cắt cành đi rồi và chuẩn bị bứng nó đi. Mình nghĩ cái con đường này thì người ta sẽ bứng hết sạch luôn quý vị ha. Tại vì là họ đang tiến hành sửa chữa con đường này, làm cống này, làm lề đường, và có lẽ người ta sẽ mở rộng con đường này ra nữa. Tại vì đây cũng là một cái trục giao thông chính của thành phố Đà Lạt, thường xuyên xảy ra kẹt xe. Mỗi bên chỉ có hai làn xe thôi, còn cái làn xe ở bên trong thì làn xe máy rồi, và đôi lúc xe đông thì phải chạy hỗn hợp, nó cũng rất là nguy hiểm và nó rất là phức tạp. Cho nên như bây giờ có lẽ người ta sẽ mở rộng ra làm mỗi bên hai làn xe thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề kẹt xe đó quý vị. Mỗi ngày lễ Tết hoặc cuối tuần du khách lên đông thì con đường này kẹt xe nghiêm trọng hơn. Còn những cái ngày bình thường khi mà học sinh đi học, tại vì ở trên con đường này có rất là nhiều những cái trường trung học phổ thông, có đến 3 trường luôn quý vị, cho nên chi nó cũng hay kẹt xe vào cái giờ tan tầm. Đây quý vị, đây là một cái cây hoa ban phải nói rất là cổ thụ luôn, nhìn rất là to cao luôn quý vị ha.
Hàng năm thì những cái cây hoa ban cổ thụ này nó nở bông rất là đẹp, thì ban ngày nhìn đẹp lắm quý vị, và du khách hay tập trung đến cái khu vực này để chụp hình làm kỷ niệm, nhưng mà mai một thì không còn nữa đâu. Những cái cây ở khu vực này thì người ta đã tỉa cành đi rồi, và ngày mai người ta sẽ bứng cái cây này đi và chở đến một cái khu vực thích hợp khác để trồng nó xuống. Không biết người ta sẽ chở đến trồng ở đâu. Khi mà người ta tỉa cành đi rồi thì tới gần những cái đống cành này thì thấy nó rất là thơm luôn quý vị. Nó thơm mùi gỗ chứ không phải là mùi của hoa ban. Thật sự ra mà họ bứng những cái cây này đi thì cũng rất là tiếc luôn quý vị ha. Thì đây là cái con đường hoa ban đẹp nhất Đà Lạt. Hàng năm thì du khách lên đây cũng hay ghé đến để chụp hình làm kỷ niệm rất là đông. Nhưng mà sau này chắc có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn nữa. Không biết khi mà người ta sửa chữa và làm con đường này xong á, thì họ sẽ trồng thay thế vào đây những cái cây gì? Có lẽ người ta sẽ bảo quản những cái cây này, và sau khi làm con đường này xong thì người ta sẽ tiến hành chở những cái cây này ra để trồng lại vị trí cũ, hoặc là người ta cũng có thể trồng thay thế vào những cái cây hoa phượng tím hoặc là hoa mai anh đào. Nhưng mà khi người ta tỉa những cái cành này đi và trồng lại thì phải nói mất một khoảng thời gian rất là dài nữa để những cái cây hoa ban này nó lên như lúc ban đầu và có những cái cành sum suê cũng như là có hoa như thế này. Còn đây là cái góc đường Trần Phú đó quý vị này. Bên phía tay trái của chúng ta là khách sạn Đu Bắc, còn trước mặt là nhà thờ Con Gà. Ở khu vực này thì cũng có những cái cây hoa ban rất là đẹp, cổ thụ luôn. Từ đường Trần Hưng Đạo kéo dài đến con đường Trần Phú này và chạy thẳng xuống tới Hồ Hoàng Văn Thụ thì cái đoạn đường này nó cũng có chiều dài tầm gần 2 cây số đó quý vị ha, và toàn hoa ban trắng không. Thì mình nghĩ họ sẽ bưng hết những cái cây hoa ban này để làm đường. Tuy rất là tiếc nhưng mà thật sự ra thì cũng phải làm thôi quý vị ha. Cái chuyện làm đường là trước sau gì cũng phải làm thôi, mà làm thì phải bứng cây thôi quý vị. Và đoạn này thì người ta đã đào lên rồi quý vị ha. Cái đoạn này thì người ta làm trước và làm kéo dài ra tới nút giao Kim Cúc luôn ấy. Có một cái điều đặc biệt ở trên cái con đường Trần Phú cũng như là đường Trần Hưng Đạo á, hai con đường này nối dài nhau á, thì nhà dân ở rất là ít, chủ yếu là những cái cơ quan nhà nước ở trên con đường này không á quý vị, và những ngân hàng, kho bạc đây, rồi bưu điện nữa, tòa án và nhà thờ. Còn nhà dân ở trên này thì rất là ít luôn quý vị, chỉ có vài căn thôi, còn lại là phải lùi sâu vào trong. Chính vì vậy mà hai con đường này nhìn nó rất là thoáng đãng và đẹp,
Nhưng mà buổi tối đi thì nó cũng khá là vắng đó quý vị ha. Khi mà buổi tối cơ quan nhà nước họ đóng cửa hết rồi, những cái cơ quan khác nữa họ cũng đóng cửa hết rồi, thì cái con đường này nó cũng khá là vắng vẻ. Trên con đường này thì người ta bưng hạ hết những cái cây hoa ban trắng này để tiến hành làm đường. Tuy hơi tiếc nuối nhưng mà không sao, Đà Lạt vẫn còn những con đường khác có hoa ban trắng, ví dụ như là đường Quang Trung và đường Phan Chu Trinh cũng có hoa ban trắng rất là đẹp đó quý vị. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái đoạn clip vừa rồi. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.